Làm farm kiếm tiền ở Canada có dễ không? Mời các bạn đón xem. Chào cả nhà yêu thương. Hôm nay Nhung chia sẻ với các bạn một ngày làm farm cà rốt cùng các bạn thanh niên nước ngoài. Công việc làm như thế nào, tiền lương bao nhiêu, mời các bạn đón xem nhé. Các bạn nhìn thấy mình đang làm việc cùng với ba bạn thanh niên. Ba bạn thanh niên này còn rất trẻ, tuổi mới khoảng từ 26 đến 30 tuổi. Ba bạn này được các ông chủ farm ở đây bảo lãnh từ lúc của họ sang đây làm việc. Họ là người da đen và họ được bảo lãnh qua Canada. Người thì 6 tháng, người thì 8 tháng qua làm farm cho những ông chủ ở bên này. Những ông chủ farm làm bảo lãnh cho công nhân của mình và mình sang thì phải làm cho farm của họ. Mức lương thì họ trả regular, tức là ở Canada lương regular hiện nay là 14 đồng một giờ. Và trừ thuế đi thì chỉ còn khoảng độ 11 đồng 50. Mình là người Canada thì mình đi làm trong những ngày hè, công việc của mình ngưng ở hãng, mình đi ra đây làm thêm. Một năm mình cũng có thể làm thêm ở ngoài farm được khoảng chừng 2-3 tháng mùa hè. Nhưng còn mấy bạn được bảo lãnh qua thì sao? Mấy bạn được bảo lãnh qua đây để đi làm việc ở ngoài farm thì người chủ nào bảo lãnh thì làm cho farm của người đó, và làm từ 6 tháng đến 8 tháng thì hết hạn visa, mình phải quay trở về nước. Và nếu như được ông chủ tốt và mình làm việc tốt thì ông chủ lại tiếp tục bảo lãnh cho mình sang năm tới để qua làm việc. Lương thì sao các bạn? Mình là người Canada, lương regular 1 giờ là 14 đồng 1 giờ, 14 đồng tiền Canada các bạn ạ. Và các bạn đang thấy hình ảnh của chiếc máy nó đang xới củ cà rốt lên, nó bầm sâu xuống dưới ruộng và xới tơi lên để cho mình nhổ cho nó dễ. Mình nói tiếp. Còn các bạn qua được bảo lãnh để làm thì do ông chủ giả. Thực ra mình cũng không biết đích xác là bao nhiêu, nhưng các bạn ấy cũng nói với mình là tiền lương regular. Regular mà sau khi trừ thuế đi thì các bạn ấy chỉ được nhận khoảng từ 12 đến 14 đồng một giờ. Và làm cả ngày ở ngoài farm như thế này, những củ cà rốt mà sần sùi góc cạnh hoặc là mọc dị dạng thì toàn bộ bỏ đi. Nhưng không phải bỏ đi là vứt đi đâu các bạn, sẽ thu hoạch trở lại để làm đồ ăn cho gia súc, thí dụ để đồ ăn cho bò, ngựa, hoặc là xay ra để sản xuất làm đồ ăn. Những củ như thế này là không có nấy. Sau khi nhổ nhặt chọn những củ đẹp đúng sai để cho vào nhà máy sản xuất để mang ra đóng gói bán ở ngoài chợ hoặc các siêu thị, thì những củ và những cây, những lá vứt ở dưới farm mà các bạn nhìn thấy kia thì toàn bộ được gom nhặt mang vào khu sản xuất làm thức ăn cho gia súc. Công việc làm farm này không phải là công việc nhàn, vất vả lắm các bạn ạ. Cả ngày ở ngoài đồng, nắng, gió, rồi những cúi, bò, ngồi,
suốt như thế. Mệt lắm các bạn ạ. Ai là người thường hay làm những công việc này? Như các bạn biết đấy, nếu mà là người Canadian thì họ không làm. Những tuổi trẻ, học sinh, học xong có bằng cấp, họ đi làm công việc khác. Những công việc này thường chỉ dùng cho những người ở nước ngoài. Những nước mà lương thấp thì thường được bảo trợ qua Canada. Một số người sẽ thường xuyên qua Canada vào mùa hè để đi làm farm. Còn mình thì là do hãng của mình trong thời kỳ này đóng cửa, cho nên mình tranh thủ ra ngoài này làm một đôi tuần để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù công việc rất vất vả, nắng, gió, nhưng mình thích ở bên ngoài. Và lúc mình về mình cũng gom nhặt được một ít cà rốt, nên mình thích, mình nhích và mình làm thôi. Những củ cà rốt dị dạng, không bán được, thường phải được nhặt bỏ đi thì làm thức ăn cho gia súc. Các bạn nhìn thấy những củ cà rốt 2-3 nhánh như những ngón tay ngón chân, rất là dị dạng, và chỉ dùng đưa vào nhà máy rửa sạch và làm thức ăn cho gia súc. Đây là những củ cà rốt dị dạng, các bạn thấy không? Nó ra rất là nhiều nhánh, như những bàn tay 5-6-7 ngón, nhìn rất dị dạng. Những củ này không được nhặt để mang vào kho sản xuất, mà bỏ lại để thu gom sau và làm thức ăn cho gia súc. Rất nhiều những củ cà rốt muôn hình muôn vẻ, gọi là cà rốt dị dạng đấy các bạn. Phần cà rốt còn nằm ở trên farm là phần cà rốt không được thu hoạch để đưa ra đóng gói bán, mà để sau này thu gom mang vào để làm thức ăn cho gia súc. Còn những chú cà rốt được thả vào trong thùng gỗ này là những củ được sau này mang vào trong nhà máy đóng gói và mang ra chợ bán. Có rất là cà rốt nhiều củ bị dị dạng các bạn ạ.
cà rốt được nhặt xong đổ lên xe và xe trở về trong nhà máy để rửa và sản xuất đóng gói. Mình chỉ là công nhân làm ở ngoài farm, mình không được vô trong nhà máy. Khi nào mình được nhận vào trong nhà máy làm thì mình mới được vô. Mình và ba thanh niên này là số người hôm nay làm ở ngoài farm. Người lái xe này kéo thùng cà rốt đưa vào trong nhà máy. Một ngày làm việc ở ngoài farm thường là 14 đồng một giờ và mình làm khoảng 8 giờ. Thì các bạn thấy mình được bao nhiêu tiền? Số tiền này nếu ở Việt Nam thì tính ra cũng lớn, cũng được hơn triệu. Nhưng ở Canada thì chỉ được 100 mút. Thì cũng bình thường thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem, ủng hộ cho video kênh YouTube của Nhung. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và hẹn gặp lại.